Xin chào cả nhà. Sau một số các cái diễn biến của giá vàng thì nay thì David lại quay trở lại với lại các cái diễn biến của Tradecoin. Như các bạn đã biết thì năm 2020 được đánh giá là sự quay trở lại của Bitcoin cũng như là một số các cái tỷ lệ giao dịch của tiền điện tử. Xu hướng của vàng đã được tiên đoán năm 2019 đã xảy ra. Gần đây nhất chúng ta nhìn thấy sự phát triển của các mô hình giá và bắt đầu các quỹ, các cái vấn đề tiền đã đổ vào tiền điện tử khiến cho giá, đặc biệt cái sự biến động, đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy sự tăng trưởng của ETC. Những ai mua ở giá 2 đô, 3 đô, đúng không? Sự kiên nhẫn và bây giờ đã nhân 5 lần, ví dụ như vậy. Và còn rất nhiều các cái mô hình khác mà chúng ta có thể theo dõi. Thì hôm nay bản thân David cùng với mọi người sẽ phân tích những cái diễn biến của cái câu, của cái từ khóa đầu tư gì năm 2020. Liệu một lần nữa tiền điện tử nó sẽ quay trở lại hay không? Hay là đến năm 2021, 2022 chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Có rất nhiều người nói rằng là chỉ sợ tiền điện tử nó không còn tồn tại nữa, các miếng bánh của thị trường phi tập trung cũng như là một số các cái sàn giao dịch họ không còn phát triển nữa thì chúng ta mới sợ hãi. Còn nếu tiền điện tử nó như là một miếng bánh, nó đã được chia theo một cái mô tiền ở chứng khoán, bất động sản, tài chính rất nhiều, thì tiền điện tử bây giờ nó cũng là một phần trong cái miếng bánh đó, do vậy nó vẫn có sự tồn tại. Các mô hình giá gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần ETC chúng ta nhìn thấy, và những các cơ hội còn nguyên của rất nhiều các cái con giá thấp, những cái mô hình giá từ 1 lên 2, 1.4 lên 2 nó lên rất mạnh mẽ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích và mở đầu các cái xu hướng của đầu tư gì năm 2020 để chúng ta có một cái nhìn một cách tổng quan nhất. Cái việc mà chúng ta thấy được các mô hình giá cũng như là các cái cách để chúng ta phân tích nhận định thì chúng ta mới thấy được giá tăng theo các cái mô hình nó là hoàn toàn bình thường khi mà dòng tiền đổ vào. Quay trở lại các cái đồng tiền trong top, chúng ta có thể xem xét CoinMarketCap. Thứ nhất là những công ty, những dự án phát triển về crypto nó vẫn đang phát triển, cụ thể là trên 5.000 coin, và các cái sàn giao dịch cung cấp các cái vấn đề mua bán là trên 20.000 sàn. Vốn hóa thị trường cũng như Bitcoin chúng ta đã nhìn thấy hàng ngày, và đặc biệt là các cái tỷ lệ tăng giá và sự kiên nhẫn của tất cả mọi người chắc chắn là sẽ được đền đáp. Ví dụ thời gian gần đây chúng ta nhìn thấy top 10 lên rất là nhiều. Đó là top 10 Tron, Binance, EOS. Hôm nay chúng ta nhìn thấy các cái top coin tăng trưởng Ethereum tăng 5% trong 24 giờ qua. Chúng ta nhìn thấy ETC tăng đến 31%, là một trong những cái đồng khủng khiếp, đúng không ạ? Chưa kể đây là top coin, còn chưa kể những cái coin mà chúng ta có thể nhìn ở các cái mục mà phát triển trong thời gian ngắn là siêu tăng trưởng. Chúng ta có thể vào mục ranking. Chúng ta vào mục Gainer and Losser. Ngược lại chúng ta phải tìm được các cái coin tốt, đúng không ạ? Các cái coin tốt để chúng ta có thể nhìn thấy các cái dòng tiền, các dự án đổ vào. PTXT 115% trong vòng 24 giờ qua, đúng không ạ? 55%, 48%, SBTC, có rất nhiều các dự án giá rẻ. Ví dụ giá là 0.03 tăng lên như này, chúng ta cũng phải xem chừng các cái vốn hóa của thị trường, tránh trường hợp chúng ta bị mất tiền. Nhưng về cơ bản chúng ta nhìn thấy tất cả các dòng tiền và các top coin, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được sự tăng trưởng của nó. Và trong 7 ngày vừa qua chúng ta nhìn thấy FLG trong vốn hóa trong 7 ngày đó, các cái tỷ lệ tăng trưởng vẫn rất là đều, 700%, 500%. Vậy người ta đánh giá là thị trường tiền điện tử có thể quay trở lại trong năm 2020 này. Vậy câu hỏi đặt ra là năm 2020 liệu nó còn tiếp theo xu thế của vàng, bất động sản và tiền điện tử hay không? Thì xin trả lời rằng là
trong năm 2020 thì tiền điện tử có thể là một xu hướng có thể quay lại và diễn biến của nó một cách thực tế là gì ạ? Dòng tiền đã bắt đầu đổ vào. Chúng ta cũng xem xét các cái yếu tố, phân tích rất nhiều các câu hỏi ở trong cái mục của VN Express đưa ra các tập đoàn và những cái tăng trưởng, đặc biệt là trong cái mục tiền của tôi. Họ đưa ra các câu hỏi mà hầu hết là người ta nói làm gì với 1 tỷ đồng, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp bạn này mà bạn ấy đã biết được các cái xu thế của Bitcoin thì bạn có thể nhân thành 5 tỷ thôi, đúng không ạ? Cách tiết kiệm đảo nợ, năm 2020 có thể mua đất giá quá cao hay không, đúng không ạ? Tỷ suất lợi nhuận ra sao, đúng không ạ? Các vấn đề về đầu tư gì thì bạn ấy sẽ không phải hỏi như thế này nữa, mà bạn ấy đổ ngay vào Ethereum. Ethereum cho chúng ta những cái sự chắc chắn về sự an toàn trong trường hợp giá 2.8 triệu thời gian vừa qua lên đến 4 triệu cách đây 2 ngày thì chúng ta cũng có được cái cách để chúng ta nhân tiền. Đặc biệt nữa là Ethereum là một cái đồng top coin, chúng ta có thể chuyển qua Bitcoin để chúng ta mua một số các cái hàng hóa mà chúng ta đánh giá tốt, ví dụ như là ETC, đúng không ạ? ETH Classic ấy. Rồi bây giờ các cơ hội chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta nhìn nhận. Vậy thì chúng ta xem xét ở các cái yếu tố giá thấp. Khi mà các vùng 4 giờ và 1 giờ được đánh giá là các cái điểm mua điểm và điểm bán. Vậy thì trong lúc này giá đang bay, EOS chúng ta nhìn thấy ở cái khoảng khung thời gian này đã bay rất cao. Chúng ta sẽ xem xét các cái yếu tố, những cái giá của các cái đồng coin top trên màn hình của chúng ta, đó là đồng BNB, đây là một trong những cái đồng mà tốt cho chúng ta. Đồng Dashcoin cũng là cái top những cái đồng tiền, đúng không ạ? Tăng trưởng từ các vùng có 50 đô bây giờ lên gì ạ? 143 trong thời gian này. XRP chúng ta vẫn đang còn kỳ vọng rất nhiều ở cái trạng thái từ vùng 0.19, 0.2 lên cái vùng cao hơn nữa. Vậy thì những điểm mua là giá điều chỉnh của thời gian tới đây, chúng ta phải chuẩn bị Bitcoin và Ethereum để chúng ta mua những cái đồng này. Cụ thể top coin mà chúng ta quan tâm, những cái đồng tốt nhất đó là Litecoin, Bitcoin, Ethereum, đúng không ạ? Neo, Quitum. Và hôm nay tôi đặc biệt quan tâm lưu ý đến cái đồng Neo ở giá 11.06 đô. Kỳ vọng gì cho Neo trong thời gian tới? Thứ nhất đó là nền tảng công nghệ cũng như là sự hút vốn, thì chúng ta sẽ có các cái tin tức và tới đây tôi sẽ tiếp tục phân tích các cái bản tin về Neo. Thứ hai, những người quan tâm đến số lượng, chúng ta có thể quan tâm đến Quitum ở mức giá 2.01. Đây cũng là yếu tố quan trọng để chúng ta xem xét. EOS là sự lựa chọn của chúng ta khi mà giá ở mốc 3.9 và cái kỳ vọng trong thời gian tới đây nó sẽ đạt vào các mốc 20 đô. Đây là những cái yếu tố quan trọng để chúng ta xem xét dõi theo các cái tình hình. Còn một đồng nữa mà chúng ta sẽ nhìn thấy sự chờ đợi của đồng Strat, đúng không ạ? BNB, sau thời gian đốt coin cũng như là sau một cái thời gian tích lũy, chúng ta cũng thấy nhìn cái sự tăng trưởng của nó. Thì qua cái bản tin này, David cùng với lại ekip sẽ tiếp tục bắt đầu cung cấp ra cái bản tin tiếp theo cũng như là dòng phân tích để chúng ta có thể hiểu một số các đồng để chúng ta phân tích dựa trên các cái yếu tố nhìn nhận để mua tích trữ các cái đồng coin tốt. Chúng ta vẫn ưu tiên các cái top coin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum. Hôm nay chúng ta có thêm ETC và Neo thì hy vọng rằng chúng ta có cái cách để chúng ta nhìn nhận thị trường. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ phân tích tiếp theo ở các bản tin để chúng ta có được cái sự tích trữ của Bitcoin và hy vọng năm 2020 sẽ là một trong những năm quay lại của thị trường crypto để cho chúng ta có thể nhân được nhiều tiền.